Ok, hôm nay mình làm một clip này để hướng dẫn cho mọi người kiểm tra yêu cầu hệ thống hỗ trợ kiểm tra cái Streamline Bonus của mình. Do cái hệ thống do hệ thống nó đôi lúc có những một cái vấn đề nó không có cập nhật được cái Streamline, thì mình sẽ yêu cầu họ kiểm tra lại coi đúng cái level mình cái mức mình hưởng hưởng được ha. Hiện tại là mình đang cái level này đang ở level 14, nhưng mình đang có 3 triệu hai thành viên phía sau, do đó mình đáng lẽ là mình sẽ hưởng được ở level 16 và mình hiện tại có 15 F1. Rồi đầu tiên á, là mình phải vào check cái Streamline Bonus hiện tại của mình ha. Đây cái con số nó là 3 triệu hai ha. Cái level hiện tại nó là level 14. Cái con số cộng đồng của mình nó đang được đạt được là 3 triệu ha, và 15 F1, đáng lẽ nó đã ở level 16, do đó mình sẽ yêu cầu bộ phận hỗ trợ họ kiểm tra lại. Thì đầu tiên để vào của bộ phận hỗ trợ, chúng ta click vào cái menu và click vào support, thì để nó hiện ra một cái ticket để mình tạo đấy. Ở đây nó không có ha, nhấn này ha. Đây là những cái yêu cầu mà đã được xử lý rồi ha. Rồi mình sẽ vào account. Mình tích đại một cái nút nào đó, một cái yêu cầu nào đó để cho nó xuất hiện ba cái question. Mình tích vào ba cái question này đi. Rồi nó sẽ xuất hiện ra một cái contact us. Mình click vào cái contact us, nó hiện ra cái ticket ha. Thì đây là mình gọi yêu cầu, thì yêu cầu mình nó thuộc về cái hoa hồng. Rồi mình sẽ đánh vào cái tiêu đề để cho họ nhìn, họ hiểu ha. Mình kêu please check in my streamline bonus. Thì đôi lúc quá là mình có thể đánh bằng tiếng Việt ha, yêu cầu mình hãy đánh tiếng Việt, thì bên họ bộ phận xử lý họ sẽ dịch sang tiếng Việt và họ xử lý cái yêu cầu của mình. Rồi thì đây là nội dung, phần dưới này là nội dung ha. Mình sẽ đánh vào là xin chào, vui lòng mà nâng cấp cái level Streamline Bonus của tôi. Cái level hiện tại của tôi là level 14 ha. Và cái level phải ha, phải có là level 16. Thì mình ghi bên dưới, mình ghi rất là cụ thể, ngắn gọn để cho họ nhìn, họ hiểu là cái yêu cầu của mình ha. Mình ghi là mình có 15 F1 downline and 3 triệu 2 member. Please Lee check in and update. Lee check in and update. ASAP. ASAP á là thường là cái thông tin gì đó mà mình cần họ phải kiểm tra gấp rút, thì mình ghi chữ ASAP ha, để họ thay đổi. Ok. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ gửi cái yêu cầu này đi ha. Thì cái yêu cầu này được gửi đi cho đến văn phòng hỗ trợ thì khoảng 24 giờ sau họ sẽ xử lý. Rồi, cái yêu cầu mình đã được tạo ha. Đây, cái yêu cầu mình đã được mở, tức là mình nhìn ha, đây. Kiểm tra cái Streamline Bonus ha, họ nhìn là họ biết là đang kiểm tra cái Streamline Bonus. Họ mở cái ticket ra, họ thấy cái yêu cầu đây, họ thấy cái yêu cầu của mình ha, rất là ngắn gọn dễ hiểu. Và sau đó khi mình nhìn thấy một cái trả lời màu xanh lá cây, tức là họ đã trả lời ha. Rồi chúc mừng các bạn, chúc mừng may mắn. Khoảng ngày 24 giờ sau bạn kiểm tra lại cái yêu cầu này xem họ có xử lý không ha. Không thì nó không hiện lên thì đồng ý.